Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật cùng với anh Quốc Sáng. Hiện nay ở ngoài trời Hà Nội cũng như là nhiều nơi miền Bắc thì vẫn là khô ráo, nhưng tuy nhiên thì trời vẫn khá là rét. Vậy thì không biết là trong tuần này xu hướng như thế nào đây và bao giờ thì hết rét anh Quốc Sáng? Từ ngày kia, tức là thứ tư thì nhiệt độ sẽ tăng dần và chúng ta sẽ cảm thấy ấm hơn. Vì dự báo là từ ngày mai thì không khí lạnh sẽ suy yếu và chưa có thêm đợt nào bổ sung xuống trong những ngày tiếp theo. Mức độ ấm sẽ càng tăng rõ rệt hơn vào ngày cuối tuần. Ban ngày thì trời ấm, đêm và sáng thì lại có mưa nhỏ kèm theo mưa phùn và sương mù ẩm cao là điều kiện cho một đợt nồm ẩm sẽ xuất hiện. Nhiều khả năng từ ngày mai thì những nhà thoáng gió sẽ bắt đầu thấy nồm nhẹ. Những ngày sau, hiện tượng này xuất hiện rõ rệt hơn và gần như là xuất hiện ở mọi gia đình. Vì vậy, từ hôm nay thì quý vị nên hạn chế mở cửa phòng cũng là một cách chuẩn bị trước để giảm bớt tình trạng nồm ẩm trong những ngày tới. Trở lại thời tiết hôm nay thì ở miền Bắc, quý vị ra ngoài vẫn nên mặc nhiều áo để giữ ấm. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay trên toàn miền chỉ khoảng là từ 16 cho đến 21 độ C. Ở phía đông, còn phía tây như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ thì cao hơn 23 cho đến khoảng 29 độ C. Khu vực Bắc miền Trung cũng có thời tiết tương tự, thời tiết sẽ mưa rét cả ngày. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế sẽ không vượt quá 22 độ C. Vâng, trong ngày đầu tuần trái ngược với diễn biến mưa rét ở phía Bắc thì ở phía Nam lại là nắng và nóng. Vậy thì không biết là nhiệt độ cụ thể và những cái diễn biến trong ngày hôm nay sẽ như thế nào đây ạ? Khu vực nửa phía Nam của miền Trung cũng như là Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo hôm nay thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nhiều. Nền nhiệt cũng cao hơn hẳn, phổ biến ở mức là 29 đến 32 độ C ở khu vực Đà Nẵng đến Phan Thiết. Riêng Quảng Ngãi có lúc có mưa, Quy Nhơn, Nha Trang thì khả năng đến đêm cũng sẽ có mưa rào nhẹ. Lúc này thì nắng cũng đã bắt đầu xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo là một ngày sẽ nóng nhiều. Trưa chiều nay mức nhiệt cao nhất sẽ phổ biến là từ 30 cho đến khoảng 34 độ C. Riêng khu vực miền Đông như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú hay Thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng 35 cho đến 36 độ C. Nắng lâu ngày khiến cho độ ẩm buổi trưa ở cả hai khu vực này tiếp tục hạ xuống mức thấp, chỉ khoảng từ 32 cho đến 60%. Quý vị nhớ cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong các gia đình, các khu nhà xưởng. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi và cũng xin được nhắc lại là một tuần tới miền Bắc cũng sẽ ấm lên. Tuy nhiên thì quý vị cũng lưu ý là hiện tượng nồm ẩm có thể xuất hiện. Còn với khu vực Nam miền Trung trở vào Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại khô nóng. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến nguy cơ cháy nổ trong giai đoạn này.